Ngày 16 tháng 10, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành xét xử phúc thẩm, tuyên án 2 năm tù giam đối với bị cáo Trịnh Hữu Vinh sinh năm 1989, ngụ quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, về tội cướp giật tài sản. Theo đại dương sơ vụ án, trưa ngày 6 tháng 7 năm 2007, đối tượng Vinh cùng người chơi là Trần Thạc Kiên, Nguyễn Phan Trọng Nghĩa, Nguyễn Đức Thuận rủ nhau đi chơi. Khi cả nhóm đi tới gần số 137 đường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, thì Kiên phát hiện người con trai đi xe máy đang nghe điện thoại. Lập tức, cả nhóm phân công Vinh chở Kiên, áp sát để giật điện thoại. Đồng thời, Thuận và Nghĩa có nhiệm vụ cản đường. Sau khi giật điện thoại thành công, các đối tượng tăng ga bỏ chạy. Sau đó, nạn nhân tri hô và đuổi theo thì nhóm Vinh lập tức cản đường. Bỏ chạy một đoạn thì Thuận và Nghĩa bị bắt, hai đối tượng còn lại chạy thoát. Biết được công an đang tiến hành truy tìm, Vinh và Kiên quay lại trả điện thoại cho nạn nhân rồi tiếp tục bỏ trốn. Tháng 10 năm 2007, công an quận Tân Phú khởi tố bị can đối với Vinh nhưng thanh niên này bỏ trốn khỏi địa phương. Đầu năm 2008, cơ quan chức năng phát lệnh truy nã toàn quốc đối với các đối tượng bỏ trốn. Đến tháng 12 năm 2018, phát hiện mình bị truy nã về hành vi cướp giật từ hơn 10 năm trước, Vinh đến công an tự thú. Trước đó, tòa án xử phạt đồng phạm của Vinh từ 1 năm 6 tháng án treo đến 4 năm tù giam. Đáng lưu ý là sau khi gây án, đối tượng Vinh phục vụ có thời hạn tại phòng chiến sĩ bảo vệ công an thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2008 đến 2010. Tiếp theo, từ tháng 8 năm 2016 đến tháng 12 năm 2018, Vinh công tác tại phòng kỹ thuật hình sự công an thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi bị đơn vị phát hiện, đến ngày 24 tháng 8 năm 2018, Vinh bị tước danh hiệu công an nhân dân và bị khai trừ khỏi đảng. Tháng 7 năm 2019, Tòa án Nhân dân quận Tân Phú xử sơ thẩm đã tuyên phạt Vinh 3 năm 6 tháng tù giam về tội cướp giật tài sản.